Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew, chương 11 từ câu 28 tới 30 của ngày thứ năm thuộc tuần thứ 15 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với ta, vậy tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Các bạn thân mến, sống ở đời, không ai mà không tránh khỏi được những gánh nặng. Hay nói một cách khác, gánh nặng luôn gắn liền với thân phận đời người chúng ta. Đó là gánh nặng của chính bản thân, của gia đình, gánh nặng của công việc, gánh nặng của tuổi tác, sức khỏe và gánh nặng trong trách nhiệm cộng đồng. Gánh nặng vì những luật lệ chính trị, kinh tế. Cũng có những gánh nặng buồn đau của quá khứ, gánh nặng bất an trong hiện tại và gánh nặng khi nghĩ đến tương lai và vân vân. Trong lịch sử Do Thái, chúng ta cũng đã từng được hay biết rằng gánh nặng trở nên tủi nhục đau thương khi họ phải sống dưới ác nô lệ bên Ai Cập. Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu thương. Ngài hiểu thấu những gánh nặng của con người. Ngài quan tâm đến thân phận của con người như chính Ngài đã bày tỏ: Ta thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai Cập. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã quyết định sai Môsê đến gặp Pharaoh để giải phóng dân Ngài, để đưa họ về miền đất tràn trề sữa và mật. Vâng, chỉ bên Thiên Chúa, con người mới có thể tìm được sự an bình, trút bỏ được những gánh nặng của trần thế, như chính Chúa Giêsu đã từng khẳng định: Hãy đến với ta, tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Tin Mừng Thánh Matthew chương 11 câu 28. Các con hãy mang lấy ách của ta. Đây cũng là kiểu nói bóng trong truyền thống kinh thánh nơi các thầy Rabbi thường quen dùng, hàm ý nhìn nhận ai là thầy. Tin trong sách Tiên tri Isaiah chương 55 câu 1. Chúng ta nhìn nhận và học hỏi nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường, đứng tràn đầy yêu thương nhân từ, tha thứ, cũng như liền đời với tất cả mọi người như chính Chúa Giêsu đã dạy. Thưa các bạn, thường khi đối diện với những gian nan thử thách, buồn phiền, các người chúng ta hay tìm giải sầu một cách tự nhiên trong men rượu, cà phê, thuốc lá, hay tệ hơn nữa trong xì ke, ma túy và vân vân. Cũng có một cách thanh thao hơn để con người giải sầu là tìm đến bạn hữu chân tình để tâm sự cho vơi đi những nỗi buồn phiền. Giữa những phong ba bão táp của cuộc đời, giữa những gánh nặng chồng chất lên vai, Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta một phương thế siêu nhiên hầu đem lại an vui trong tâm hồn. Đó là hãy đến với Ngài. Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến với Chúa, thưa các bạn, là để học cách sống của Ngài. Đến với Chúa là để sống như Ngài đã giảng dạy. Đến với Chúa là để đón nhận tình yêu thương của Ngài, vì Chúa là nguồn hạnh phúc. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đến với Ngài, sống theo gương mẫu của Ngài là sự hiền lành và khiêm nhượng, nghĩa là bất bạo động, tràn đầy yêu thương, nhân từ, tha thứ, cũng như liên đới giữa mọi người, đặc biệt là những kẻ bé mọn bị bỏ rơi, bị khinh miệt, bị kỳ thị và đàn áp. Chính trong ý nghĩa đó, Thánh Augustino đã nhắn nhủ chúng ta như sau: gánh nặng của Đấng Kitô thật nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp áp bức ở đó.
Hãy suy nghĩ rằng những gánh nặng dành cho chúng ta như sức nặng của đôi cánh chim dành cho những con chim. Nếu con chim có sức nặng của đôi cánh, chúng sẽ bay lên. Nếu nó đánh mất nó sẽ bị bỏ lại trên mặt đất. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con được luôn cảm nhận rằng chỉ nơi Chúa chúng con mới kiếm múc được niềm an vui và sự an bình đích thực. Và cho chúng con biết nhận lấy những thất bại trong cuộc đời, cũng như mọi đau khổ, gánh nặng của thập giá, thành cơ hội để giúp chúng con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Ngợi khen Chúa Kitô, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trên những video clip sắp tới của tôi. Chúc các bạn thêm một ngày mới được tràn đầy an vui, hạnh phúc.